Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện Tử Thanh Huê. Và ngày hôm nay thì shop Điện Tử Thanh Huê lại lên sóng cho bác một cái con âm ly độc nhất, bậc nhất của nhà Accuphase, chạy mạch class AB. Đây là cái model đánh dấu bước phát triển 50 năm của hãng Accuphase các bác nhé. Đó, trước mắt các bác đây là cái con E5000, rất là đẹp luôn, hàng công ty anh Duy ạ. Một chiếc âm ly nghe hay bày đẹp như thế này mà các bác không mua thì các bác mua cái nào, đúng không ạ? Đó, một chiếc âm ly rất là sang trọng. Và đây là cái đặc trưng của nhà Accuphase, thì đương nhiên nhìn sẽ có những cái điểm mà sang trọng riêng biệt. Tuy nhiên ở cái con 5000 này có rất là nhiều điểm tuyệt vời. Các bác quan sát, đây là cái núm volume đây. Đó, đẹp từng cm, từng mm các bác nhé. Rất là sang trọng luôn. Nghe hay bày đẹp. Các bác sở hữu cái con E5000 này rồi thì không cần phải lo là nâng cấp hay là đổi đồ nữa các bác nhé. Tùy vào các bác có muốn trải nghiệm với cái chất âm nó khác thì các bác mới nên nâng cấp đồ, khác đồ đi thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, các bác quan sát đây là đường vào, nhiều đường vào luôn. Không biết các bác có cái suy nghĩ hay là các bác có cái thích đam mê với cái dòng Accuphase này không? Riêng em thì em lại rất là thích những cái dòng Accuphase hay là Macintosh này. Nhìn rất là sang trọng các bác nhé. Đây là những cái nút điều chỉnh nằm bên trong cái nắp pen đây ạ. Nói chung về cái dòng E5000 này thì rất là nhiều cái điểm ưu điểm. Quan trọng là em quay cho các bác biết được cái độ đẹp của con này. Đó, rất là đẹp luôn. Nhìn mọi góc cạnh đều rất là thích. Và đây là phía trên nóc của cái con E5000 này. Đây là những cái bụi thôi các bác nhé. Đây là tem anh Duy. Đó, bụi đây các bạn. Con này thì có cái tụ nguồn rất là lớn đây. Nói chung là đẹp từng cm, từng mm rồi các bác ạ. Đó, đây là phần hông sườn đây ạ. Đây là bụi thôi các bác nhé. Các bác có thể ghép được với mọi chiếc loa. Rất là sang trọng và đẹp luôn. Đây là kích thước của cái con âm ly này. Và cũng như là một vài cái thông số cơ bản của chiếc âm ly. Mời các bác cùng em tham khảo ạ. Ngoài ra thì bên em cũng có những cái chiếc đầu Accuphase này. Hoặc là những cái model Accuphase khác. Đó, các bác quan tâm cái nào thì các bác liên hệ với em. Hoặc là các bác quan tâm với cái mức giá bao nhiêu, tầm nào thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho em qua cái số điện thoại 0333 289 289. Hoặc là các bác gọi điện trực tiếp cho em. Vẫn còn rất là nhiều model khác các bác nhé. Đó, 360, 470, 560, 305. Một chiếc âm ly tuyệt vời luôn ạ. Và bên em thì cũng có những cái loa để cho các bác test nhạc. Các bác yêu thích thì hoặc là các bác ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em. Em test nhạc cho các bác qua những cái cặp loa này. Đó. JBL L300 Summit hay là những cái dòng tay noi hay là JBL khác thì bên em cũng có. Dạ vâng, Điện Tử Thanh Huê xin Chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em.